được biết thì 8 công nữa rồi, hai máy qua chạy chung. Kéo thần tượng của mình các bạn, đầy quá dữ. Dưới cơ 70 độ thì cũng chạy vô luôn. Đây thì đang xả bồn. Đoạn máy cắt máy kéo đang chạy vô các bạn, chạy vô tốt trong kia kìa. Máy kéo 70 đang chạy ra nữa, đủ quá chạy rồi. Máy mạnh cổ bự chạy đã luôn các bạn. Nước có nước cái bình xịt mây chát. Rồi giờ máy 70 cho nó kéo cái máy 70 ra các bạn. Tiếp 100 lẻ đậu đợi. Thank you.
chào tất cả các bạn đến với kênh của mình nha. Đây thì chia sẻ cái máy DC93 các bạn ơi. Máy này thì hiện tại mới có 3 bộ hính cái gì các bạn. Máy này thì hai chị gái hứng lúa các bạn ơi. Có 3 người hứng nha, một hai chị gái và một anh trai nha. Các xã vàng các bạn ơi. Bên đó thì hút gom để lót cách lúa thì các bạn. Đây 93 chạy rất đã luôn các bạn. Đây này cũng còn mới nha. Đây này chắc mới lấy vụ rồi các bạn ơi. Cái kéo này chở quá dữ luôn các bạn ơi.